Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn những mẫu xe vừa mới về bên cửa hàng ạ. Rồi, khuyến khích các bạn khi đi xem xe thì lên đi cùng với cả thợ quen hoặc mang xe ra đại lý chính hãng để kiểm tra. Còn về phía chúng tôi thì luôn luôn cam kết hai điều vô cùng quan trọng. Một là động cơ, hộp số và hệ thống khung sườn là nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước. Đấy. Thứ hai là pháp lý rõ ràng, chuẩn chỉ, không cầm cố, không tranh chấp và thậm chí là không phạt nguội. Rồi, và đầu tiên chúng ta sẽ đến với một chiếc xe đến từ dòng dõi Mercedes-Benz. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy đây là chiếc xe gì không ạ? Rồi. Một chiếc E200 sản xuất 2017, đăng ký 2018. Đó. Chiếc xe được đứng tên cá nhân biển thành phố ạ. Chiếc xe có nội thất màu lâu ạ. Màu lâu các bạn nhá, rất đẹp. Rồi. Và đặc biệt là chiếc xe này được một chủ sử dụng từ đầu ạ. Các chủ rất là giữ gìn, rất đẹp. Giá lăn bánh mới của chiếc xe là khoảng 2 tỷ 2. Đấy, 2 tỷ 2 các bạn nhá. Và sau 3,2 vạn km thì chiếc xe chỉ còn có giá là khoảng hơn 1 tỷ 6 thôi các bạn ạ. Hơn 1 tỷ 6 đấy. Và bây giờ thì cái việc sử dụng sở hữu một chiếc xe thì vô cùng đơn giản rồi, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta có sự hỗ trợ từ ngân hàng đấy, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng lên đến 70%. Đó. Ví dụ cụ thể như chiếc xe này thì có giá là trên 1 tỷ 6 đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ cần tiền mặt khoảng 500 triệu là có thể lái xe về rồi, còn lại trả dần hàng tháng, đúng không ạ? Ok, rồi chúng ta đến với chiếc xe tiếp theo, đó là chiếc xe rất là nhỏ xinh. Đố các bạn biết đây là chiếc xe mang tên gì ạ? Rồi, chiếc này là Polo GTI sản xuất 2015 ạ, màu trắng nội thất đen, đứng tên cá nhân biển Hà Nội. Đấy. Giá lăn bánh mới thì chiếc xe có giá khoảng 800 triệu thôi. Và sau 5 vạn km lăn bánh thì chiếc xe chỉ còn có giá là hơn 400 triệu, hơn 400 triệu. Và tương tự thì chúng ta chỉ cần trả trước khoảng hơn 100 triệu là có thể sở hữu xe rồi, còn lại trả dần hàng tháng. Một chiếc xe nhập khẩu rất là đẹp nhá. Nhập khẩu Đức luôn ạ. Rất là tuyệt vời. Ok, và chúng tôi có một cặp luôn. Đây em ra quay luôn cho anh. Một chiếc nữa. Một cặp Polo GTS. Đó. Vừa mới về chúng tôi vẫn còn đậu ở ven đường đấy ạ. Đó. Rồi. Ok, chiếc này là cũng sản xuất năm 2015. Cùng đời chiếc lúc nãy luôn nha các bạn nhá. Đó, rất là đẹp. Đặc biệt là chiếc này được một chủ sử dụng từ đầu ạ. Cũng màu trắng nội thất da bò. Rất đẹp đúng không ạ? Chiếc kia thì nội thất đen, cái này da bò, đứng tên cá nhân biển Hà Nội. Đấy. Rồi lăn bánh mới là 800 triệu, còn sau 5 vạn km thì cũng chỉ còn hơn 400 triệu. Đấy. Trả trước là hơn 100 là có thể lái xe về rồi, còn lại trả dần hàng tháng. Rồi, chiếc xe tiếp theo tôi muốn giới thiệu đến các bạn là một chiếc S400. Đó. Rất là đẹp phải không ạ? Đến từ Mercedes. Chiếc xe được sản xuất và đăng ký 2017 và được một chủ sử dụng từ đầu. Có màu đen nội thất đen. Đứng tên cá nhân biển thành phố ạ. À biển Hà Nội, chắc là biển Hà Nội nha các bạn nha. Rồi. Khi giá mới lăn bánh thì nó có khoảng trên 4 tỷ. Đấy. Và sau 4,8 vạn km thì chiếc xe chỉ còn trên 2 tỷ 7 thôi ạ. Và chúng ta chỉ cần trả trước khoảng trên 800 triệu là có thể lái xe về. Ok. Rồi. Tiếp tục ạ. Chúng ta đến với chiếc C300 AMG. Đó, sản xuất và đăng ký 2017. AMG thì là phiên bản cao cấp nhất của dòng này các bạn ạ. Có màu trắng nội thất đen, đứng tên cá nhân, biển Hà Nội. Đấy, giá lăn bánh mới là khoảng 2 tỷ. Sau 3 vạn km thì chỉ còn trên 1 tỷ tư thôi. Đấy.
và chúng ta cũng chỉ cần trả trước khoảng hơn 400 là lái xe về rồi. Ok. Rồi tiếp tục, một chiếc xe đến từ Nhật Bản nhưng mà lại được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Đó, chiếc Honda CR-V bản L, tức là bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký 2019. Chiếc xe được một chủ sử dụng từ đầu, màu trắng nội thất đen, đứng tên cá nhân, biển trước mặt chúng ta đây là biển thành phố đây ạ. Đó. Lăn bánh mới thì chiếc xe có giá là 1.4 tỷ và sau 1.6 vạn km chiếc xe chỉ còn khoảng 1 tỷ thôi, hơn 1 tỷ chút đó, và trả trước hơn 300 triệu, còn lại trả dần hàng tháng. Rồi tiếp tục, chúng ta cùng mãnh liệt tinh thần Việt, một chiếc VinFast Lux SE bản Premium, cũng là bản cao cấp nhất của dòng này. Rồi, sản xuất và đăng ký 2019. Chiếc xe được đứng tên công ty biển Hà Nội, và rất lợi cho bạn nào mà lấy về công ty các bạn nhé, bởi vì chúng tôi có thể xuất hóa đơn cho chiếc xe này lên đến 1.4 tỷ. Đó, màu đỏ, nội thất là da bò, biển Hà Nội. Đấy, giá lăn bánh mới của em nó là khoảng 1.8 tỷ, và sau 2 vạn km thì chỉ còn có giá là khoảng 1.8 tỷ. Chiếc này tôi đang chào bán giá khoảng trên 1.3 tỷ thôi, trên 1.3 tỷ, và chúng ta chỉ cần chuẩn bị tiền mặt khoảng hơn 400 triệu các bạn nhé, là có thể lấy xe được rồi. Ok. Rồi. Đấy, chúng tôi thì rất là nhiều xe. Đây là chiếc xe đã được nhận cọc ngày hôm nay các bạn nhé, lên full Maybach rồi. Ok. Rồi. Đây là chiếc Audi A6. Đó. Chiếc này là đứng tên cá nhân, biển thành phố. Đó. Màu trắng rất là đẹp. Và Audi thì nó luôn có một cái form dáng mạnh mẽ, thể thao, đúng không ạ? À, chiếc xe này thì được sản xuất 2016 và đăng ký 2017, nhập nguyên chiếc từ Đức nha. Nội thất là màu đen. Đó, giá lăn bánh mới thì cũng lên đến trên 2.2 tỷ, và sau 2.5 vạn km thì chỉ còn là trên 1.5 tỷ thôi. Đấy, chúng ta chỉ cần tiền mặt khoảng 460-470 là có thể lái xe về rồi. Ok, ngay bên cạnh ạ. Đây, là một chiếc S400 trắng. Chiếc này là nội thất màu đen. Ok ạ. Rồi. S400. Rất đẹp. Rồi, chiếc xe tên cá nhân, biển thành phố. Giá lăn bánh mới khoảng 4.5 tỷ. Và sau 3,2 vạn km thì chỉ còn khoảng 2 tỷ... trên 2 tỷ 6 thôi. Đấy, trên 2 tỷ 6. Đấy. Và chúng ta cần chuẩn bị tiền mặt khoảng 800 triệu là lái xe về, đúng không ạ? Đấy, các bạn có thể thấy không ạ? Cái không khí của ngày Tết là rất là đến gần rồi. Đấy, khách hàng xem xe rất là đông. Đó. Ok, chúng ta cần xe đi vào thời điểm Tết, du xuân chơi Tết thì lên là lựa chọn ngay cho mình một chiếc xe. Ok, tiếp tục ạ. Rồi, chiếc E200 màu đen, biển Hà Nội ạ. Rồi. Chiếc này có nội thất là màu lâu, tên công ty. Đó. Giá lăn bánh mới là 2.3 tỷ, sau 1.4 vạn km thì chỉ còn khoảng trên 1.9 tỷ thôi. Rồi. Tiền mặt là khoảng 580 là chúng ta có thể đánh xe về. Ok. Trên nữa là chiếc GX200T đến từ nhà Lexus, nổi tiếng nổi đồng với đá, đúng không ạ? Chiếc xe biển Hà Nội, GX200T, sản xuất 2015, đăng ký 2015 luôn, nhập Nhật. Đấy, chiếc xe lại được bác chủ rất là giữ gìn đó, và được một chủ sử dụng từ đầu nha các bạn nha. Đó, màu đen, nội thất lâu. Đấy, giá mới lăn bánh thì khá là đắt đỏ, lên đến 3.4 tỷ, và sau 5 vạn thì km thì còn có giá là trên 2.4 tỷ ạ, trên 2.4 tỷ. Đấy. Và chỉ cần tiền mặt khoảng hơn 700 là chúng ta có thể lái xe về. Ok. Tiếp nữa, đằng trước chúng ta đến với chiếc BMW 520. Đó. Rồi.
sản xuất và đăng ký 2013 nhập Đức nguyên chiếc màu trắng nội thất kem, đúng không ạ? Và đứng tên cá nhân biển Hà Nội. Rồi, giá mới lăn bánh là 2,4 tỷ, sau 6 vạn km thì chỉ còn có giá khoảng hơn 900 thôi. Đấy, hơn 900. Và chiếc xe này cũng là được một chủ sử dụng từ đầu nha các bạn nhá, một chủ sử dụng từ đầu. Ok, hơn 900 và tiền mặt chúng ta cũng chỉ tầm khoảng 300 là có thể lái xe về rồi. Ok, cuối cùng ạ, chúng ta đến với một siêu phẩm. Cuối cùng ạ, chúng ta đến với một siêu phẩm của nhà Porsche, chiếc Panamera. Đó, rất là đẹp, các bạn có thể nhìn thấy form dáng của em nó trường tồn cùng thời gian luôn, vô cùng đẳng cấp, sản xuất năm 2015, mới tinh luôn. Chiếc xe mới lăn bánh được khoảng trên 10 vạn km một chút thôi, 10 vạn mấy trăm cây thôi. Đấy, à quên, chiếc xe mới lăn bánh được khoảng trên 10.000 km, trên 10.000 km các bạn nhé. Đấy, rất là mới. Ok, và km là km zin ạ. Rồi, nhập khẩu nguyên chiếc, màu trắng nội thất đỏ, màu đỏ rượu. Rồi, ok. Và chiếc xe đang được chào bán với mức giá là khoảng hơn 3,3 tỷ ạ. Hơn 3,3 tỷ một chút. Ok, 3,333 tỷ đi, cho vào số đẹp ạ. Và chúng ta cũng chỉ cần tiền mặt là khoảng 1 tỷ là đã có thể lái xe về rồi. Ok, như vậy là tôi đã giới thiệu đến các bạn những mẫu xe hiện có tại cửa hàng. Ngoài ra chúng tôi thì còn có rất nhiều mẫu xe được cập nhật hàng ngày. Đó, bạn yêu thích mẫu xe nào hãy gọi điện thoại cho tôi, số điện thoại dưới màn hình, hoặc là có thể inbox Zalo, tôi sẽ gửi cho bạn qua cái video quay chi tiết từng mẫu xe. Ok, rồi, cuối cùng chúc các bạn một ngày tốt lành và thượng lộ bình an. Xin cảm ơn.